Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em đi đến cái cửa hàng đồ cũ để mua cho bác Kiên ở Thái Bình một cái bộ loa Boss 201 và một bác Huấn ở Hòa Bình. Hai bác đều có chữ Bình. Gửi tiền mua một cái mic cho ở đây. Thì hai bác này thì em cũng nói ở trước Tết là hai bác có yêu cầu em gửi cái thẻ ngân hàng để chuyển tiền để mua hàng trước Tết ấy. Nhưng mà đợt đấy là ngày 23 âm thì các cái công ty vận chuyển người ta đã không nhận hàng nữa. Vì thế là phải hẹn các bác ra Tết. Thì hôm qua ra Tết thì vào cái thứ 6 thì anh Kiên và anh Huấn đã gửi tiền qua thẻ cho em ở Việt Nam. Thì cái thẻ của em thì sang bên này số điện thoại em vẫn nạp tiền dùng bình thường. Và nó vẫn em để cái chuyển vụ quốc tế, nên là khi mà có tài khoản tiền nó thay đổi thì em sẽ có tin nhắn ngay như vẫn như ở Việt Nam. Vì thế nên là nhiều bác và có nhiều các chú các anh hỏi là chuyển tiền như thế nào thì vẫn chuyển như ở Việt Nam thôi ạ. Thì có anh Kiên này thì em cũng thực sự là rất là nể cái đam mê của anh. Cái bộ loa Boss cái giá tiền nó 2,4 triệu thôi, nhưng mà cả thuế, cả vận chuyển, cả các thứ thì anh ấy mua thêm cả 20 mét dây nghe và một cái dây AV nữa. Thì tổng thiệt hại nó lên đến tận 6,5 triệu cả công. Công thì anh chỉ lấy 500.000, còn cái thuế vận chuyển nó là 21 cân. Cái bộ này thì nó mất 2,2 triệu, hơn 2,2 triệu, em tính hơn 2,2 triệu, phải tầm 2,3 triệu gì đấy, cộng với 2,5 triệu tiền loa đấy, thì 20 mét dây nữa tầm hơn 2 triệu nữa, thì nó tầm 6,5 triệu đấy. Thì đây là cái quán đồ cũ này. Quán này thì em đến nhiều đến mức mà nhân viên nó không vào, giờ mình vào nó không chào đâu. Thế bác mong sao sau quán này thì nó sẽ để em đến nó phải chào, vì lần hôm nay là em sẽ để em mua 2 cái loa một cái mic thì nó lên tận tầm 3 triệu rồi, thì hôm sau mà nó gặp em thì nó phải chào ngay đấy. Đây trước mặt em nó có một ông mang một cái loa đến để đi bán, thế là em đi qua các bác sẽ thấy. Đây thì em sẽ vào để xem loa nha bác, mua nha. Đây các bác, đây là cái bộ loa Boss mà em sẽ mua cho anh Kiên ở Thái Bình này, có Boss chữ to này, đây hai Boss chữ to này, các bác sẽ thấy đây. Em sẽ quay sau để thấy cái sản xuất và thử cho các bác. Đây thì loa Boss này, made in USA nhá. Đấy, thì nó không phải là hàng sản xuất ở China hay là ở Nhật Bản, mà nó là hàng USA. Đây là cái số của nó, số sản xuất của nó. Thì em sang coi bên này xem nó có trùng không, con cuối cùng là 52. Vì ở đây thì nó ghi là cái con này là series của nó là 34 này, series con này là 33 này, nên em nghĩ là nó sẽ cùng một cặp thôi. Em sẽ 54, nó sẽ là cùng hình như là cùng cặp ấy. Vì con bên này thì nó là 32 này, 32 thì đây sẽ quay con này ra, sẽ sau để coi luôn. Con này nó không có chữ, con này là 97, sao còn còn nữa, nhưng mà xa quá. Đây thì em sẽ lấy cái đôi này cho các bác xem, sẽ quay lại thông tin lần nữa cho các bác coi này. Đây là Boss 201 Audio này, giá nó là 5,5 triệu, đã bao gồm thuế nó hơn tầm 1,2 triệu gì đấy. Đây bảo hành 3 tháng, hai quay hàm một đôi, sản xuất là con này và số sản phẩm đây. Tuy nhiên là hàng cũ nó ghi có bị xước, có bị bẩn các thứ. Đây con này cũng tương tự như thế nhé, cùng thông tin nhé. Thì em sẽ lấy cái đôi này, em sẽ sang quay một cái mic đã. Ở đây là em sẽ mua cái mic này cho anh Huấn ở Hòa Bình. Thì anh có yêu cầu là mua cái con trên 6 và 50 này, tầm hơn 300, tầm 350.000. Thì em sẽ mua con này cho anh đấy. Con này mic thì hình như là không dây hay sao ấy. Thì tí nữa em sẽ đến, em sẽ tìm cái ở chỗ cái đống hàng cũ có dây nào, em sẽ mua cho anh đấy luôn. Đây, đây là con mic có nguyên hộp của anh Huấn. Đây lắp nó nằm trong này. Đấy, đây, em sẽ mua cả con này và đi tìm cái đến quay cái đoạn dây cho anh Kiên 20 mét dây nữa, cộng với một cái dây AV. Đây là một cái dây AV này, em thấy khá là ok. Cái dây này thì là hàng cũ, thì không có cái mác và các thứ nữa, nhưng con này nó dự tận tầm hơn 100.000. Khi mấy con này thì nó tiền triệu rồi. Đây
Em sẽ lấy cái đôi này luôn cho anh kia. Đây là cái dây này là cái dây gì đấy? Con này thì là tầm 1 triệu này. Con này tầm 1,5 triệu này. Đấy. Đấy, dây hạn đầu dây đồng hết. Con này tổng tầm gần 1 triệu. Con này thì cũng gần 1,3 triệu cơ. Đấy, rất là nhiều. Đấy thì em sẽ đi sang để xem cái dây 20 mét dây loa cho anh Kiên luôn. Sau khi em đã gọi điện cho anh Kiên là chụp ảnh gửi cho anh đấy thì anh ấy bảo là lấy cái dây màu vàng hộp này chứ không lấy dây trắng này, thì cái này cắm từ loa ra. Cái này thì ba đầu từ âm ly ra đến loa. Em sẽ lấy cái này đi đến để trả lại cái dây cũ và lấy mic cộng với ra thanh toán loa luôn. Nãy em tìm mấy cái dây nhưng mà nó không có mấy cái mà mình tìm, để em sẽ lấy cho anh. Ở đây là bên này có hộp đồ cũ, hôm trước em có mua cái tai nghe Bluetooth cũ đây, em sẽ sang đây tìm. Đây, mic đây, có đống mic trong này. Đây, có một đống mic và dây đây, em sẽ xem và kiếm cho anh Huấn một cái mic, một cái dây luôn. Tiền thì anh ấy gửi chỉ là tiền mic thôi, nhưng mà tuy nhiên thì anh thì gửi cái bộ kia thôi, tuy nhiên thì nó không có, nên là đây cái mic này 200 có vẻ ngon hơn là cái kia cũng nên ấy. Nhưng mà cái này hàng người ta không check, trong tủ cái hộp này là người ta không check nên là không biết lần nào một lần. Đây cái mic này thì dây liền này. Đây thì em sẽ tìm cho anh Huấn một cái dây. Rất là tiếc nó không có cái dây mic các bạn. Trước em mua cái tai nghe Bluetooth ở đây cũ có 50-60 nghìn, cũng về nghe ngon lắm. Đấy, nhưng mà hàng ở trong cái khu này là không người ta không qua check như ở các quầy trên tủ kia là người ta check cho mới bán. Đây là những cái hàng nhỏ người ta nhập bỏ ở đây luôn, không check nữa. Và trước mặt đây là có rất là nhiều loa, gọi là loa hỏng này, giá nó rẻ lắm. Đấy, tí nữa em sẽ quay sau, em sẽ đi ra để bảo mua loa hàng. Đây em sẽ lấy cái mic này cho anh Huấn. Lúc đầu em cứ tưởng là nó không có dây, nhưng mà em vừa mở trong ra, cái này thì được mở, cái này nó không dán mà có cái hộp kéo ra thôi, thì thấy trong này có cả dây cả mic, nên em sẽ lấy cái bộ này cho anh Huấn. Cạnh đây thì có một cái cả mic của Sony cũng ngon lắm này, cái này 4,5 triệu, nó bé bé nhưng mà nó rất, nhìn vẻ rất là ngon. À, Sony có cả cái cắm chia gì đấy nữa, cả dây cả cái thứ. Đấy, tăng âm như thế này, output input rất là ngon. Em theo yêu cầu của anh Huấn đã gửi tiền thì em sẽ lấy cái bộ mic mới này. Đây là hai cái dây, em sẽ ra để đi thanh toán và lấy luôn loa. Đây có nhiều tấm bán loa rất là nhiều. Nên là smash. Hello, mức con no speaker mổ hồ sơ được. Nên là smash. あの、2つは欲しいですね。これですね。はい。はい。Đây mình vừa yêu cầu anh ấy lấy cho cái đôi loa này, anh cầm một cái đi rồi, còn giờ lấy cái này. Đây là hóa đơn em vừa mới mua xong. Cái loa thì đây là lấy đi rồi. Cái loa đầu lấy lên nhưng mà nó không phải là một cặp, thế còn lại đổi ra một cặp. Thì giờ em đang để tạm ở đấy thì để đi quay một số đồ khác. Đây là một số cái dây chạc các thứ. Thì muốn mua cho anh Kiên kia một mũi dây nữa. Đây để em sẽ hỏi lại anh Kiên chỗ cái dây loa này. Đây. Xong rồi các bác, em vừa tranh thủ mua được thêm một cái con chuột không dây, con này có 60-70 nghìn. Đây có nhiều chuột có dây, không dây, chuột có dây, không dây đều 60-70 nghìn hết. Hàng cũ. Đấy, em vừa mua con Bluetooth. Và con chuột Bluetooth đấy. Đây còn con nữa nhưng mà nó hơi to nên em không lấy, em lấy con Toshiba bé hơn. Giá thì nó như nhau cả, to nhỏ như thế nào cũng thế. Tại con Toshiba to này, em lấy con bé hơn. Ok, em sẽ thanh toán xong rồi, bây giờ sẽ ra sẽ đi về. Thì em sẽ về nhà sẽ quay các bạn, tìm cái dây về em kết nối thử, em test cái loa cái. Như vậy là em đã về đến nhà rồi các bạn.
Thì đây là cái đồ mà hôm nay em mua được, một đôi la bót cho anh Kiên ở Thái Bình. Đây, đầu đưa ra thì hai con có chữ nhưng mà nó bị kiểu là nó một cặp thì một hai con có chữ nó cùng một chiều nên là không phải là một cặp, thì sao phải đổi vào lại một con dưới này là không có chữ thì nó là một cặp. Và đây là một cái dây nối gầm ly loa cũng cho anh Kiên luôn, và đây là 20 mét dây loa loại. Cái này thì anh Kiên anh yêu cầu mua loại rẻ tiền nên em mua loại rẻ tiền, đúng như anh ấy gửi. Cái này thì anh gửi cái tiền dây này là 700.000, thì em cũng mua lại 20 mét khoảng tầm 700.000 cho anh đấy, hơn nhưng mà em vì em mua một loạt cho anh Kiên luôn nên là em lấy cái này làm cái nhân tròn lên 700.000 20 mét dây này. Đây là cái mic cho anh Huấn ở Thái Bình, à ở Hòa Bình, Trần Quang Huấn, có Facebook là Trần Quang Huấn. Còn cái này là anh Kiên có Facebook là Lại Thế Kiên. Nên các bác nào muốn tham khảo và hỏi ý kiến của các anh này xem có đúng lời anh, các anh chuyển tiền cho em không, hoặc là vài ngày nữa anh có nhận được hàng hay không, thì các bác có thể là vào Facebook của anh Lại Thế Kiên ở Thái Bình nhé. Anh Kiên mà râu râu ấy. Còn đây là của anh Huấn thì có thể vào đây trực tiếp để hỏi các anh đấy. Thì còn đây là em mua con chuột cho em, chuột không dây, con này có giá 60.000, hơn 60.000 tí. Đấy thì cái có cái cục kết nối ở nó nằm trong này đây. Đấy thì nó chỉ có 60.000 thôi, rất là ok. Toshiba hôm nay em có quay đấy, con to hơn nhau không lấy con nhỏ này đấy. Đấy là tổng thiệt hại của ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ việc tiếp theo là thì bây giờ sẽ gửi cái này đến cho cái công ty vận chuyển, và cái hàng này thì nó không có hộp nên là tính em sẽ phải ra siêu thị để một lấy một cái hộp về để hai cái loa này vào và chèn nhét xung quanh, để chiều nay sẽ gửi đến công ty vận chuyển và nhét mấy thứ này vào trong luôn. Tính em sẽ gửi kèm luôn cái hộp và cái mic này của anh Huấn này vào trong cái hộp loa của anh Kiên này. Thì về Hà Nội thì chúc là chắc là phải nhờ anh Kiên hoặc là nhờ công ty vận chuyển sẽ chuyển riêng cho anh Huấn cái này. Thì bây giờ em sẽ vào hẹn cái bưu điện để chiều nay đến lấy hàng và sẽ ra bưu điện lấy hộp. Thì tí nữa thì các bạn một số các bạn có hỏi về cái cách gửi bưu điện đến chỗ cái công ty vận chuyển này bên nào uy tín, thì em đã liên hệ với một vài nơi thì em sẽ chọn một cái công ty để em gửi. Và một số bạn thì có muốn hỏi là cái gửi đến công ty nào này và gửi như thế nào ấy, thì mời các bạn vào xem video của mình sẽ gửi đến họ và là làm các thao tác từ đầu đến cuối cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.